Hello, xin kính chào tất cả các anh em. Mình là Thiên Power đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Hôm nay mình sẽ mang đến với tất cả các anh em trận đấu ACB giữa player 1 là The Pyre, là bạn Long ở trên group, và player 2 là Hoshizora, cũng là Long luôn. Hai bạn này đều tên Long hết. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu gì đây? Chép hoài vậy? Chọn lộn con. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa con Solo Shina. Thì đây sẽ là trận đấu Solo giữa Shina và Shina. Thì nói về cái kèo này thì Hoshizora Zora thì trên một bậc với bạn The Pyre. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem, ACB thì không thể nói trước được điều gì cả. Chúng sẽ cùng xem một pha né dưới của Hoshizora. Rồi, hay quá Long ơi. Xin lỗi, mình sẽ gọi là The Pyre với lại Hoshi nha các bạn. Tại vì hai ông này đều tên Long hết. Một pha dùng gốc của The Pyre, ulti điển chắc chắn là như vậy rồi. Tại vì sau khi mà ulti hụt á, thì chắc chắn sẽ có một cái pha vuốt để làm cho đối thủ bất ngờ. Thì Hoshizora bật dậy và dính cái chiêu ăn điện, và một nho nghiêng về cho The Pyre thôi các bạn. Hay quá The Pyre ơi. Sao bình thường The Pyre nó đánh với mình, nó đánh rất là tào lao, nó ra chiêu không có một cái gọi gì gọi là logic và ngăn nắp thứ tự hết trơn. Nhưng mà sao từ đầu game đến giờ các bạn thấy không, đó đánh rất là chuẩn luôn, ra đòn rất là mướt luôn. Đây là một cái bạn The Pyre, có thể là một cái nhân cách thứ hai, một cái tính cách thứ hai. Cái tính cách đầu tiên thì đánh tào lao lắm, bạn đánh với mình đánh rất là kỳ. Và các bạn cũng có thể lên group cộng đồng đấu trường thủ Việt Nam ở trên Facebook, có một cái video mới là The Pyre đánh với Biren á, đánh những cái chiêu cũng rất là nhảm luôn. Nhưng mà không biết sao ở cái video này, hay qua sắp hết nho thứ ba rồi, The Pyre đánh rất là chuẩn nha các bạn. Một pha đảo kèo của Hoshizora có kết thúc được quả đấu hay là không đây? Rồi xong. Ê, không có mana sao biến đây? Chạy, cả hai cùng chạy luôn. Phần thắng Stoffer đây, phần thắng Stoffer ở quán đấu này đây. Và Hoshizora rút ngắn tỷ số là 1-2 cho các bạn. Xém The Pyre xém kết thúc được ván đấu rồi, nhưng mà không có đủ cái bản lĩnh. Chạy tào lao, dùng góc cho The Pyre rồi. Hay quá Pyre, hay quá. Ý sao lại như vậy? Chạy vừa thôi rồi mình ra cái đoạn ngược lại, sao chạy hút luôn rồi để nó ra một cái chiêu chuột như vậy. Quá là kiểu như chưa điều khiển được cái đoạn chạy á. 70% máu cho The Pyre, một pha né dưới của The Pyre rất là hay thứ các bạn ơi. Vậy ra sau lưng, đúng rồi, từ Pyre. Rồi kết thúc ván đấu cho The Pyre luôn, chắc chắn là như vậy thôi. Hay quá Pyre. Ba nho nghiêng về cho The Pyre, Phan Văn Long thứ các bạn. Chúng sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Hay quá. Mình ban đầu mình nói Hoshizora là kèo trên, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì bị The Pyre đợi dập và không thương tiếc nha các bạn. Con Shina của The Pyre rõ ràng là trên kèo hơn chút xíu. Thì đến thời điểm hiện tại là ba nho rồi. Dòng góc lại cho Hoshizora, văng ra rồi. Rồi xong, kết thúc ván đấu. Cái chiêu đó không có đỡ được nha. Nếu mà đỡ là phải đỡ ngay cái cú đá dưới ngay từ đầu. Còn dính cái cú đá dưới rồi là sẽ bị dính cái chiêu chéo tới vuông, và sau đó dính thêm một cái chiêu hất nữa. Tại vì cái chiêu đó nó gọi là Arrow Hunter gì đó. Nó rất là nhanh cái chiêu đó nha các bạn. Đá dưới rồi chéo tới vuông, rồi sau đó vuốt cái chiêu hất lên nữa, đảm bảo là dính luôn. Thì cái chiêu chéo tới vuông nó cực kỳ nhanh các bạn. Hết máu cho Hoshizora rồi. Thế xin lỗi, hết máu cho The Pyre rồi. Thế thôi, quán đấu cho The Pyre các bạn. Ba nhau được cân bằng cho Hoshizora. Chúng tôi cùng đến với quán đấu quyết định ai sẽ là người chiến thắng ở cái ván đấu này đây. Hoshizora có lấy lại được cái bản lĩnh, hay là The Pyre sẽ thể hiện với một cái kỹ năng tuyệt vời như từ đầu game đến giờ. Chạy ra sau lưng. Ấy, lộn chiêu rồi The Pyre ơi. Dùng góc cho Hoshizora rồi. Thoát ra ngoài được rồi. Và bây giờ đảo ngược chiều lại, dùng góc cho The Pyre, hết máu cho The Pyre rồi. Có lật kèo được hay là không đây Hoshizora, kết thúc ván đấu cho Hoshizora ấy. Được, Long nó lại ra, The Pyre nó ra chỉ tầm 7 rồi. Rõ ràng là các bạn có thể tua lại hồi nãy. Đáng lẽ là phải dùng góc vô đánh dột dập cho thằng Hoshizora nó không có phản đòn được, mà lại đứng ở tuốt đằng xa sử dụng ulti cái gì đó, đánh rất là tầm bậy. Nhưng mà cũng khá khen cho bạn The Pyre nha, bạn đánh rất là tỉnh từ ở cái ba cái nho đầu tiên, cũng rất là hay luôn.
Thực sự là nếu mà nói về cái kỹ năng thì đến thời điểm hiện tại thì mình kỹ năng mình không đánh lại bạn The Fire này nha. Bạn The Fire này cancel rất là chuẩn và đòn cũng rất là hay. Đó, kết thúc ván đấu. Ấy, một pha né trên không của Hujizura nhưng cũng không giúp anh thoát được một cái nho đầu tiên thuộc về BB Long, thuộc về The Fire. Chúng ta cùng chờ xem có một cái ván đấu perfect nào hay là không đây. Kìa, yeah. Ulti, một pha perfect dành cho The Fire đó các bạn. Chắc chắn là như vậy rồi, rất là quyết liệt, rất là hay. Một pha rất là bình tĩnh của The Fire, chờ cho Hoshizura biến thú và mở tấn công tiếp. Rất là hay cho The Fire luôn. Hoshizura có lấy lại được cái thế cân bằng hay là không đây? Hai nho nghiêng về cho The Fire rồi. Rồi, xong kết thúc ván đấu cho The Fire, chắc chắn là như vậy là ba nho. Lại là ba nho đầu tiên nghiêng về cho The Fire thưa các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem Hoshizura có làm được như cái ván đấu đầu tiên hay là không đây. Có rút ngắn lại, có rút ngắn lại được tỷ số rồi lật kèo luôn hay là không đây. Chúng ta cùng xem những cái đòn rất là hiểm của The Fire thưa các bạn. Nhưng mà đòn Hoshizura còn hiểm hơn nè. Đó, dồn góc luôn, biến thú dân ra, hai người cùng ra chiêu một lượt và The Fire ra trước. Thì các bạn có thể thấy là The Fire không có cái kỹ năng Recover bậc 2. Có nghĩa là cái kỹ năng Quick Recovery đó, mình có là một cái video về cái vấn đề này rồi. Thì các bạn có thể tìm lại hoặc đọc ở phần mô tả nha. Mình có để cái video ở dưới đó. Là cái Quick Recovery nó sẽ giúp cho mình thoát cái đòn chón, như là cái đòn vừa khuỷu chân vừa rồi đó. Thì nó sẽ giúp cho mình cái đòn chón và thoát được cái combo. Nhưng mà cái kỹ năng này nó cực kỳ khó. Thì hiện tại là các bạn có thể thấy là The Fire chỉ là tốt ở cái cancel, cái tấn công và những cái đòn. Nhưng mà về cái khả năng phòng thủ của anh thì cực kỳ yếu. Đó, các bạn có thể thấy nha, hai nho đã được rút ngắn cho Hoshizura. Chúng sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Không biết là The Fire có kết thúc được cái ván đấu này luôn hay không đây. Chú ngọt kẹo rồi kìa, ngọt kẹo rồi kìa, phải ơi, đập đầu. Ấy. Rồi, bị rồi, rồi xong, bị phản đòn. Hết máu cho The Fire luôn. Kiểu như BV Long nó túm được, nó kiểu như nó kêu bằng cái gì? Cái thực lực của Hoshizura nó cứng hơn The Fire. Thì chỉ cần The Fire nó hở một đòn thôi là Hoshizura tung nguyên combo chết và kết thúc ván đấu. Đó các bạn thấy không? Tại vì The Fire đánh cũng chưa tốt lắm, ra những cái đòn nhiều khi còn hở. Đó, rồi xong, đánh bòi, không đánh bòi luôn. Rồi xong, kết thúc ván đấu cho ai đây? Ai sẽ được chiến thắng đây? Rồi xong, ấy hên quá. Ơi, tỷ số được cân bằng một nho điều, ý xin lỗi là một điều. Một cái pha né được của Hoshizura nhưng mà không kết thúc được cái ván đấu khi đứng ở sau lưng của The Fire. Rất là tiếc cho Hoshizura. Tại vì anh ra những cái đòn đó thì những cái đòn đó nó đánh ở trên. Còn lúc đó thì The Fire nó ngồi xuống rồi. Chúng ta cùng xem. Hai con báo này đánh khá là hấp dẫn nha các bạn, khá là hay. Nhưng mà những cái đòn của The Fire gần như là nó cái độ sát thương nó ra không có bằng với Hoshizura. Đánh thì khá là tốt nhưng mà cái độ sát thương với những cái đòn đó, nó kiểu như nó đánh kiểu như đánh cho có vậy đó, nhưng mà cái độ sát thương nó, cái độ hiểm nó không có bằng. Một nho nó nghiêng về cho The Fire thứ bạn. Chạy đập hụt cancel rồi, quá hên ấy, chọn rồi. Đó, thấy không, tự nhiên cái chiêu đó lại đang dung đấm rồi đá dưới. Đáng lẽ là phải đấm luôn cho nó đá chón chứ không phải là đá dưới như vậy. Rồi xong, kết thúc ván đấu. Có thể sẽ là ba nho đầu tiên nghiêng về cho The Fire giống như là hai ván vừa rồi. Có thể sẽ là như vậy. Thấy không, hai nho. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Có pha perfect của Hoshizura mở nói xong bị đá vô đầu liền. Đáp hay quá Long ơi, xin lỗi, hai bạn đều tên Long nha, mình gọi lộn.
Hay quá, Long B1 ơi. Long B đánh cho Long B2. Ừ, đánh cho Long B2 thôi luôn. Đó, các bạn thấy không? Như kịch bản của hai trận đầu tiên, ba nho đầu tiên đã nghiêng về cho The Fire các bạn. Có kết thúc ván đấu luôn hay là không đây The Fire ơi? Đừng có để nó rút ngắn tỷ số này nữa nha. Y, ừ, đúng rồi, dòng gốc, perfect hay là không đây? Rồi, bị phản kèo lại rồi. Tấn công dồn dập vô. Kết thúc ván đấu, chắc chắn là như vậy rồi. Tỷ số được nâng lên cho The Fire các bạn, 2-1, tỷ số là 2-1. Một pha rematch của Hoshizora chắc chắn là như vậy rồi. Pha này là Hoshizora rematch chắc luôn. Trò trên mà thua là đòi cay lắm bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng xem Hoshizora có gồng lại hay là không đây. Không gồng là thả luôn đó nha. Không gồng là thả luôn đó. Thả từ đầu đến giờ ván này gắn gồng lại nha. Tỷ số là 2-1 rồi. Đó. Cái style đá dưới này nó giống như cái style của Lian đó các bạn. Nếu mà các bạn có xem các bạn Lian ở trên group của mình, ở trên kênh của mình, thì bạn Lian đánh cái chiêu đó khá là hay ha. Nhưng mà bạn Lian do là máy tính bị hư cho nên là nghỉ khá là lâu rồi. Đến giờ thì chưa có máy tính để combat lại. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của ván đấu tiếp theo. Một nho hiện tại đang nghiêng về cho Hoshizora rồi. Ý xin lỗi cho The Fire. Ulti và kết thúc ván đấu. Ê, xin lỗi, còn 98% máu, còn 2 giọt. Có lật cài lại được không hay là Hoshizora ơi? Ừ rồi, đập đầu khá là chuẩn luôn, nhưng mà chạy ra sau lưng khá là hốt luôn. Một pha đập đầu chuẩn nhưng mà chạy ra sau lưng bị lố đà, cho nên là ra một cái đòn cắn, không có kết thúc ván đấu được cho Hoshizora, khá là tiếc con vừa rồi. Nếu pha vừa rồi mà chạy vừa thôi là khá là ok. Rồi xong. Đoạn Long có đánh khá là đẹp đấy. Long B1 đánh khá là đẹp. Rồi xong kết thúc ván đấu cho Hoshizora. Ít xin lỗi cho The Fire. Kìa Fire. Rồi xong luôn. Ê, lại chạy lố đà nữa rồi. Sân rộng quá, chạy lố hoài nha. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Nho thứ hai đã nghiêng về cho The Fire thưa các bạn. Chúng ta cùng đến với ván đấu tiếp theo này. Hoshizora có rút ngắn được tỷ số hay là không đây? Hai bạn này thì không chọn báo đen ha. Báo đen đánh báo đen cái con mắt nó le cái màu đỏ ra đó, nó kéo dài ra đó, nhìn khá là ngầu. Thì nói chung là nguyên một cái series game Lucky Draw này thì chỉ có con báo đen là con mắt nó như vậy thôi, khá là đẹp thưa các bạn. Cho nên mình cũng rất là thích cái chọn cái con báo đen ha. Thì hai cái con báo này là một con chọn bằng nút ít và một con chọn bằng nút đấm, nút vuông á, nút vuông và nút ít á, là nó sẽ ra hai cái màu này. Đó. Ván đấu hiện tại là hai nho đều đã được cân bằng cho Hoshizora. Rồi, mắt thú luôn. Đó, đánh trên không. Rồi xong, kết thúc ván đấu cho Hoshizora. Chắc chắn là như vậy luôn. The Fire là mãi mê đánh những cái đòn ở gọi là tầm mid đó các bạn, middle á, tầm giữa đó, cho nên là bị Hoshizora bắt bài ở cái tầm lao có nghĩa là những cái đòn thấp á, thì bị bắt bài, cho nên là bị phản công ở ván vừa rồi. Ba nho đã nghiêng về cho Hoshizora, dùng góc cho The Fire kìa. Rồi ấy đó, ơi mất thú cho Hoshizora luôn. Rồi dòng góc điện, lần này thì không ra được một cú dòng điện. Tỷ số được cân bằng các bạn, hai đều cho Hoshizora, hòa rồi, hết cay rồi, mình đổi con thôi. Thì ở cái block draw này nó sẽ chia ra đòn á, cái độ cao nó sẽ chia ra làm ba độ cao là lao và mid và high nha các bạn. Đó thì lao là những cái đòn dưới, còn mid là những cái đòn mà đánh kiểu ngang bụng ấy. Còn hai là những cái đòn nó sẽ đánh ở trên đầu. Đó, nó sẽ chia ra làm như vậy. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Solo giữa hai con Gado. Ai sẽ là người chiến thắng ở ván đấu này đây? Gado xanh. Có perfect, xin lỗi, bị mất hết miếng máu rồi, không có perfect rồi. Hết máu cho The Fire rồi.
Rồi đưa lưng kìa, bật dậy không làm gì luôn, bật dậy xong không làm gì hết. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Thì đánh con Gado rồi xong kệ ấy. Hụt cancel, cái chiêu đó khá là tiếc cho đập hai ơi các bạn. Điện ý xin lỗi ulti thêm cái nữa là xong game rồi. Mà lại để nó lại vuốt hụt. Rất là tiếc cho đập hai ơi, nhưng mà kết thúc ván đấu vẫn là nghiêng về cho đập hai ơi. Rút ngắn tỷ số một điều. Đó kìa, đó. Ấy bậy rồi, ấy hụt cái chiêu ulti rồi. Hết máu cho Hoshizu ra đặt biến thú rút máu lại ngay. Đó, rồi xong. Đấy, cancel hụt quá hơn. Chạy, chạy còn ngó lại nữa, không chạy luôn đi. Rồi xong luôn, kết thúc ván đấu, hang cho nó nghiêng về cho Hoshizu ra. Một pha chạy khá là hài hước, khá là tào lao của The Fire. Chạy không chạy luôn đi, quay cái mặt lại đánh đi. Chạy mà chạy đưa cái lưng rồi xong rồi ngó lại. Ông đánh với cái người rồ mà ông làm như ông đánh với gà, ông chạy kiểu đó. Anh chạy mà anh đưa cái lưng anh ngó lại chứ anh không thèm quay mặt lại để anh đánh phản đòn. Kiểu như nghệ sĩ nhân dân ấy, đánh như nghệ sĩ hài ấy. Rồi kết thúc ván đấu. Ba nho nghiêng về cho Hoshizura thứ bạn, chúng sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Rồi mất thú. Rồi xong. Rồi xong, nhòi là xong rồi đó. Ấy, may quá có mana biến thú phá giải chiêu. Rồi ulti. Quỳ gói. Đó, đập đầu xuống. Biến thú. Ulti. Ấy, sao cancel lại cái chiêu đó. Rồi xong luôn. Một pha chặt chân đã kết thúc ván đấu cho Hoshizura. Một pha rematch lại của The Pyre thứ bạn. Lúc này tỷ số đã được nâng lên rồi, 3-2 nghiêng về cho Hoshizura. Hát máu cho The Pyre rồi. Hên quá bật dậy cắn kịp, nếu không ăn cú đập đầu rồi. Đó. Hay quá Pyre ơi. Đó. Một pha recovery bậc 2 của Hoshizura thứ bạn. Nếu mà không recovery bậc 2 là dính cú Pyre đó rồi nha. Rồi xong luôn. Lần này thì không có recovery bậc 2 rồi, không có quick recovery rồi. Đấy, cancel hộp của Hoshizura thứ bạn. Rồi. Rồi, xong luôn. BV Long ý xin lỗi The Fire. Chưa làm được gì. Đó, rồi hết máu cho Hoshizura luôn rồi. Ấy, bậy rồi. Hên quá, dính cái chiêu vào ngay cái đoạn giữa. Một nho điều được cân bằng cho Hoshizura thưa các bạn. Kìa Long đánh cái gì vậy, sao nhảy tào lao vậy. Nữa. Lần này nhảy đúng rồi đó, hồi nãy nhảy anh tính là anh cắn ngược lại đó, nhưng mà anh không cắn được. Thì anh phải làm thêm cái nữa, anh phải nhảy, anh cắn ngược lại. Anh mới hả dạ của anh. Anh mới vừa lòng, đó. Cho dù có thua nhưng mà thực hiện được cái chiêu đó vẫn rất là hả dạ, vừa lòng. Đó, vừa lòng chưa, một nho đều rồi. Và kết thúc ván đấu luôn. Đó. Mày nằm hả con. Hai nho đã được nâng lên cho Hoshizura thử các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Đập. Chắc. Ulti. Rồi. Canh đổ rơi hụt rồi. Đó, khá là bình tĩnh chờ biến thú. Kè lưng nữa kìa. Đánh cái gì vậy, người ta đang ở sau lưng mà vào sát dưới rồi còn ulti lên nữa. Đó. Ta trước mặt mới ulti chứ tự nhiên nãy ta sau lưng rồi vào xuống rồi ulti nữa. Hài hước vô cùng. Chúng sẽ cùng đến với diễn biến của ván đấu này. Ai sẽ được chiến thắng đây? The Fire có thứ đường đó đánh bậy rồi. Một pha canh khoảng cách bị sai của The Fire. Khi mà cái khoảng cách nó chưa có tới mà anh vội ra đòn, cho nên là đánh hụt. Rồi sau đó là bị Hoshizura và kết thúc ván đấu. Có perfect cho BV Long hay là không đây? Perfect x ổ. Bị cái gì đó. Mình lo bình luận mình không nhìn rõ, bị đánh nhẹ hay là bị biến thú gì rồi. Cho nên là không có cái pha perfect mà chỉ là một pha KO thôi. Mất máu nhẹ chút xíu.
Đó là hồi thu Shizora nha vậy kìa. Đó. Rồi xong. Ba Nho đã nghiêng về cho Hoshizora và hiện tại là PV Long còn 95% máu và kết thúc trận đấu hay là không đây? Rồi xong, kết thúc trận đấu. Tỷ số được nâng lên, cách biệt 4-2 thưa các bạn. Bây giờ mình chọn con khác thôi. Rồi solo gì đây, solo Yugo gì đây, chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 7. Tỷ số hiện tại là 4-2, chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 7. Hai con Yugo đòn cực kỳ nhanh, chúng sẽ cùng xem phần thắng sẽ thuộc về ai đây. Rồi né nhưng mà vẫn bị tấn công. Một pha recovery bậc 2 của Hoshizora thứ bạn, ít xin lỗi của The Fire. The Fire cũng biết recovery, yêu thích recovery luôn. Tức là hồi nãy có một cái pha recovery nhanh của The Fire đó các bạn. Kết thúc trận đấu, chắc chắn là kết thúc trận đấu rồi, nhồi xuống hết máu luôn. Đó. Các bạn thấy cái ulti của con Yugo á, cái lúc mà nó hất lên á, nó đấm kéo máu rất là ít. Nhưng mà cái đoạn nó đầm nó đẩy xuống á, cái đoạn mà nó gần tiếp đất á, cái đoạn nó kéo máu khá là nhiều luôn. Đó, cho nên là mình thấy ulti của con Yugo mình đừng có nghĩ là nó không chết nha. Cái đoạn đầu nó kéo máu khá là ít, nhưng mà cái đoạn gần xuống đất á, nó đấm khá là tốn máu. Rồi xong, hết máu cho The Fire rồi. Tắm vô đầu nó. Ấy nhảy, này thì nhảy. Nhảy ngay cái cú vào của Hoshizora luôn. Nhảy, ra sau lưng lại chạy lố đà. Rồi. Không có bờ phách, chắc chắn là không có bờ phách rồi. Hay quá, The Fire ơi, cancel hộp rồi. Rất là tiếc cái pha đó cho The Fire. Hai ông đánh cái con Yugo này cái gì mà đánh cái đòn y chang nhau vậy. Đó. Ấy, hên quá, một pha khựng lại kịp thời của The Fire các bạn. Khựng lại kịp thời chứ không phải là đỡ nha. Khựng lại kịp thời cho nên là không dính cái chiêu biến thú của thằng Hoshizora cho nên là kết thúc ván đấu cho The Fire thứ bạn. Chúng sẽ cùng đến với ván đấu tiếp theo. Lại hụt chiêu nữa rồi đó, đánh đó. Cái hai ông này có thể nói là đánh khá là giống nhau luôn các bạn, cực kỳ giống nhau luôn. Mà nói chung cái con Yugo thì style nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà mình nhìn cái con Yugo á, mình nhìn người chơi nào đánh là mình biết người nào đánh nha. Tại vì đối với một cái người chơi thì nó sẽ có cái kỹ năng riêng, mặc dù là cái chiêu nó giống nhau, cái lối đánh nó khá là khác nhau nha các bạn. Cái lối đánh của ví dụ như Uga Tatsumi cầm con Yugo đánh không có gì đâu nha, đánh khá là khác. Hoshizora cũng vậy luôn, ít xin lỗi Shinigami Hara cũng vậy luôn. Nhưng mà các bạn nhìn đi từ đầu đến giờ, hai ông này đánh khá là cực kỳ giống nhau luôn. Style gần như là giống nhau 95% luôn. Chỉ khác cái là một ông xám ông xanh thôi. Đó. Khá là giống nhau nhưng mà đó. Rồi xong kết thúc trận đấu cho Hoshizora ấy, hụt cái đoạn rơi rồi. Rồi xong kết thúc trận đấu. Tỷ số được rút ngắn cho The Fire thứ bạn 4-3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 4-3 là 7, này là ván đấu thứ 8 nha các bạn. Kìa, mình bị mỏi tay rồi, mình cũng mỏi miệng lắm rồi. Đó, mỏi tay rồi, không thèm đánh luôn rồi. Đó. Kết thúc ván đấu cho Hoshizora chắc chắn như vậy là dồn kìa. Đánh mỗi một cái kiểu như là khá là thư thái ung dung luôn, không thèm tấn công luôn. Kìa lưng kìa. Rồi xong kết thúc ván đấu cho The Fire. Ý, sao lại đá kịp của đối ta. Khá là hay cho Hoshizora các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của ván đấu tiếp theo. 50% máu cho The Fire, Hoshizora đã bị mất rồi. Biến thú ấy chạy lại ăn cú đạp vô duyên vậy, từ xa chạy lại ăn cái cú bật chạy khá là vô duyên. Rồi kết thúc trận đấu cho The Fire, một ngơ điều để được cân bằng. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu tiếp theo.
đó đó. Nãy giờ Hoshijira dính hai cái cú cụm đầu bằng cái chiêu lộn vòng đó luôn á, cái chiêu đó rất khá là khó dính luôn á, mà Hoshijira dính hai lần luôn, chiêu nó dính lộn đẹp ha, lộn vô tường. Thì trên TikTok có một số bạn sao mà cứ nói mình đánh Google mình không có thấy cái chiêu lộn đó, thì cái chiêu lộn đó thì cái chiêu khá là vô dụng và chỉ lộn được vô tường thôi, đứng ở giữa sân lộn là không được nha các bạn, lộn vô tường nó mới bật ra, còn đứng ở giữa sân là lộn là thua rồi. Kết thúc ván đấu cho The Fire có hay là không đây, đó ấy ấy có mana đâu mà biến, hay quá The Fire ơi, ăn hên cái pha đó hất lên rồi, nó hất ra sao rồi nhưng mà vẫn dính. Đấy, mà không có recovery bậc 2 đến từ vị trí của Hoshijira. Chúng sẽ cùng xem có kết thúc được ván đấu này cho Hoshijira này không đây, biến thú dâng ra rồi. Rồi kết thúc ván đấu ấy có mana biến lại rồi. Nói chung là cái này nó hồi mana nhanh cho nên là khá là dễ giải thoát ra nha các bạn. Kết thúc ván đấu cho Hoshijira hay là không đây. Hay quá The Fire ơi, kết thúc ván đấu. Ba nhau đã được nâng lên cho The Fire các bạn. Chúng sẽ cùng đến với ván đấu quyết định ai sẽ đồng ý chiến thắng ở ván đấu này đây. Pavelong The Fire sẽ chiến thắng hay là Hoshijira sẽ cân bằng tỷ số đây. Thì đây là ván đấu cuối cùng của cái video clip này. Mình là Thiên Power đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh hoặc là tham gia vào group Facebook của bọn mình để mà cùng đánh online nha. Đây là trận đấu giữa The Fire và Hoshijira. Ván đấu cuối cùng không biết là trận thắng sẽ thuộc về ai đây. Một pha đỡ kịp thời của Hoshijira, các bạn biến thú và văng ra rồi. Lại dính cái chiêu cụm đầu lần thứ ba. Cái chiêu khá là đơn giản nhưng Hoshijira dính 3 lần nè. Dính 3 lần cái chiêu đó rồi. Kết thúc ván đấu cho ai đây? Cho Hoshijira chắc chắn là như vậy rồi. Rồi, mình là Thiên Power. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video clip tiếp theo. Nhớ like, share và đăng ký kênh nha các bạn.